Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái khối Rubik này có hình cái nhà. Thật ra khối Rubik này là hai con ghép lại ở phía trên này, ở phía nửa này đó là con Fischer 4x4, còn phía dưới này là con Fischer, đây là con 4x4 bình thường, con Cube 4x4 đó, hai con nó hợp nửa nọ nửa kia gắn vô nó thành hình cái nhà. Rồi lật cái đổi cái tâm này với tâm này, lật cái cạnh này lên để nó giống như thành như cánh cửa. Ở phía sau này mình lật hai cái góc lên nhìn như hai cái ống khói, nó lật góc xuống nè, ra mình để cái gì nè, đó. Ví dụ đây là mặt trắng, mặt trắng của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ có cái này là cái góc, còn đây là cái cạnh này, cạnh cạnh đây là cái tâm đó, bốn cái viên này bốn cái tâm, đây cái nóc nhà này bốn cái tâm nè, có cái nóc nhà này đặc biệt bốn cái tâm này giống như con Fischer hay này, hai cái nó gẹp vô, còn này là hai cái tâm của 4x4 bình thường này, rồi hai cái tâm của Fischer đó. Còn cái mặt trắng, mặt đỏ và mặt vàng thì nó như nhau, nó như cái con 4x4 bình thường. Rồi còn cái này là cái góc để mình lật lên này, một lần hai lần ha, này một lần đi đi r d đi đi r d, cái này là đi đi d r đi đi d r đó. Thì mình cái khối Rubik của mình á, mình giải thì mình sẽ cầm giống vậy. Rồi cái con này thì nó kết hợp giữa con Fischer 4x4 với lại con 4x4. Cho nên mình khảo sát nó, mình thấy đây có hạt, đây là một cặp cạnh nè. Cặp cạnh này quay đầu này cũng được mà quay đầu này cũng được, đầu nào nó cũng đúng hết. Cho nên á là cái hiện tượng là Beretti mà lật một cạnh như thế này, mình giải quyết bằng cách lật cạnh này là xong. Đây là cạnh, con này là chuyển tâm. Cánh cửa ra là chuyển cái tâm này vô tâm này để làm thành cánh cửa thôi. Lát nữa mình sẽ giải nó ra ông giống như vậy. Thì nếu như vậy thì mình sẽ hoàn toàn có thể dùng cái hệ công thức cách giải của con Fischer 4x4 để giải, hoàn toàn dùng cái này để giải bình thường, tại vì nó có cái tính năng của Fischer nè. Đặc điểm của Fischer là hai cái có một cái cặp cạnh nó giống nhau, đây có một cặp nữa nè, nó giống đầu nhau. Cặp này thì không giống đầu nhau nè, thì không nói đây có cặp giống đầu nhau thì mình đã làm được cái giải quyết được cái Beretti kia. Còn Beretti đổi hai cái cạnh đối diện thì phải có rồi, công thức cũng dễ rồi. Bây giờ chúng ta phá cái viên này ra và giải thôi, giải như một con Fischer bình thường, nhưng mà nó có cái là cái tâm và cái cạnh nó ghép mà những cái viên nó khác nhau, nó tạo thành cái hình thôi. Đây là cái mấy cái hai cái con 4x4 và con Fischer 4x4 của công ty ở đây, của công ty Mofan Moyu. Rồi bây giờ chúng ta giải ha. Trước tiên chúng ta nhóm cái cạnh cái tâm trắng nè, tâm trắng dễ nhìn, nhóm cái tâm trắng trước, nhóm tâm bằng xuống xuống lên lên thôi, down cover up cover. Rồi, cái tâm trắng nè, hồi nãy mình có tâm gì, tâm đỏ nữa, này tâm vàng. À, làm cái tâm vàng đâu, viên vàng nữa rồi đây, down cover up cover up, rồi đỏ đỏ đây luôn có nè.
Rồi, còn đâu con đã nữa. Đem về đây cho nó gần. Đao khâu và đao khâu và ấp. Khâu và ấp. Rồi. Trắng, đỏ, vàng. Rồi, còn một cái tâm là cái tâm mái nhà. À, cái tâm mái nhà là hai cái xanh đó nó chụm vào nhau. Vậy thì để quay lên coi, đây là cái, nếu mà cái mái nhà của mình nó làm gì đó làm gì. Cái màu ở đây nó có cái màu đỏ, màu vàng. Màu xanh, xanh này. Rồi mình đưa cái mái nhà này, màu xanh này thì ứng như này. Cái viên này là cái viên, hai cái viên này đưa về đây. Rồi. Được một viên, lấy một viên nữa, viên này xuống đây, đào, khâu và đào, khâu và ấp, ấp. Đây lát nữa sẽ trở thành cái mái nhà. Cái mái nhà. Rồi. Cái tâm bên này. Tâm bên này là cái tâm bên này là hai cái ấp xuống đây, cái mái nhà mình xuống gì thì tâm này xuống gì đây, cái mái nhà xuống gì đây đó, đổ xuống gì đúng không. Rồi vậy hai cái viên này là hai cái viên xanh lá, hai viên xanh lá đây, hai viên xanh lá đem qua. Đào khâu và đào, khâu và ấp, khâu và ấp. Đó. Rồi đem viên xanh lá đây nữa là xong cái phần bên này. Đào, khâu và đào, khâu và ấp, khâu và ấp. Rồi đó, mình quay lại gì là thành đây. Bỏ qua khúc này ha, đây là mái nhà xiên xuống. Rồi bên này hồi nãy mình nhầm ha, cái màu đỏ nó phải nằm ở dưới này, cái tâm đỏ nó ở dưới này, tâm vàng ở phía sau, đỏ ở đây. Rồi mình sửa lại ha, chỉnh tâm lại là xuống là. Rồi đây cái tâm này đúng luôn rồi nè,
đó, cái mái nhà xuống về, đây là cái bức tường rồi. Cái nhà mình là từ từ hiện ra rồi các bạn nè. Rồi bây giờ mình ghép cạnh. Ghép cạnh á thì có hai cạnh này. Cạnh này ở nằm ở đây phải có màu trắng. Màu trắng với hai cái mái xuyên xuống là cái xanh lá, là một cái xanh dương. Đây, xanh lá xanh dương trắng đây, hai cái này. Hai cái này phải ghép lại với nhau. Để mình ghép cái nào ha. Ghép cái này thôi coi, đây. Lá xanh dương đó. Ghép hai này lại. Rồi. Mình ghép thử ha, lát sai thì mình sửa lại thôi. Đúng. Đưa qua. Thấy rác lên. Đây, trả tâm về. Mình dùng cái tâm này để ghép dễ như dễ trả hơn. Nhìn cái tâm kia nó khó, cái tâm trắng hay là tâm đỏ nhìn nó dễ. Rồi, được rồi nè. Bây giờ mình ướm vô thử. Đây. Đó. Đây là cái mái nhà mình gì. Giả sử mái nhà mình gì thì nó nằm ngay ở phía trước đây. Rồi. Vậy cái phía sau này cũng tương tự. Cái phía sau này là một cái vàng. Bây giờ trắng thì xanh dương, xanh lá bên phải, xanh dương bên trái. Vậy thì ở phía sau là ngược lại, là xanh dương sẽ bên phải và xanh lá bên trái. Đây, xanh dương phải để nó trùng cái màu này nè. Rồi cái xanh lá ở đây nữa. Đây. Ghép vô. Này không phải. Kiếm một cái xanh lá vàng. Đây, cái này. Đó, rồi, lấy cái rác đây ha, xuống, đưa qua, đưa rác lên, trả lại, trả về. Rồi. Mình được hai cái cạnh. Cái khó ở đây là mình nhớ được cái cạnh, mình tưởng tượng cái hình cái nhà trong đầu rồi mình nhớ lại thôi. Được cái cạnh này rồi. Bây giờ còn cái cạnh nào nữa để mình đưa đây, mình đưa lên đó, đây nè, hai cái hai bên nè. Rồi một cái cái cặp cạnh là hai cái viên giống nhau, đây hai viên giống nhau, ghép trước cho nó gọn, sau để sau cũng được. Rồi hai viên giống nhau nằm đây hay nằm ở trên mái ha. Rồi cái bức tường. Vậy ở bên này nếu mà màu trắng mình gì thì cái này nó ngã xuống. Vậy đây là cái viên trắng, trắng xanh dương. Với lại một cái cạnh. Cái cạnh là trắng. Xanh dương với trắng. À, xanh lá với trắng. Đây, xanh lá với trắng này. Đó, cái cục này phải nằm về để ghép vô cái mái nhà. Và ở đây là cái cục trắng, trắng với xanh dương. Đây, trắng xanh dương đây. Rồi qua, ghép vô. À, ghép vô gì. Rồi lấy cái rác này đi. Lên. Rồi. Trả lại. Trả về. Rồi. Vậy ta được cái cạnh trắng với xanh dương. Đâu rồi? Trắng xanh lá chứ. Mới ghép xong bỏ đâu mất tiêu rồi.
Đây. À. Trắng xanh. Đây nè, đây. Rồi, tương tự phía bên này. Bên này vậy thì là một cái trắng xanh dương. Rồi, cạnh trắng xanh dương bên này. Trắng xanh dương đây. Một trắng xanh dương đây, hai cái này ghép vô. À, đúng không? Đó. Rồi, kiếm cái rác. Lấy rác này nha. Đưa qua. Rồi là trả lại. Rồi. Mình được hai bên có màu trắng rồi. Vậy là màu vàng cũng tương tự. Cứ màu vàng gì thì xanh bên này là xanh dương. À, bên này là xanh lá, bên này là xanh dương. Vậy thì cái màu vàng đây, màu vàng xanh lá đây, màu vàng xanh dương đây, kiếm cái vàng xanh dương nó để vô. Đây vàng xanh lá nó có rồi nè. À, vàng xanh lá nè, đáng lẽ nó phải đó. Nó phải lát nữa nó phải nằm gì nè, đó, cái mái nhà gì nó nằm về. Thì cái vàng xanh dương này nằm bên này. Giờ kiếm cái cục vuông vàng xanh dương nữa để ráp với bức tường. Đây. Rồi, con này ráp vô đây. Lấy rác này ha. Rồi. Vậy hai bên rồi. Vậy còn hai cái nóc nhà với lại mấy cái viên gạch ở dưới thì nó là những cái viên giống nhau thôi. Rồi, vậy mà tới phiên mình xếp mấy cái viên này. Đỏ xanh. Đỏ xanh xanh lá. Đỏ vàng, đỏ trắng. À, có đỏ trắng này ghép với đỏ trắng này trước. Cái đỏ trắng này với đỏ trắng này. Kiếm rác đây, rác này. Cái cục này nó không thể nào đi chung cái cục này được, nhanh nhìn cái là biết rác liền. Rồi. À, đỏ vàng, đỏ xanh dương. Đỏ vàng. Đỏ vàng đây. À, lấy cái này làm rác. Đỏ xanh lá. Đây. Đỏ xanh dương. Anh đây góc. Đỏ xanh lá. Đây đây. Đó, xanh lá lộn đầu rồi. Qua đây mới xem được. Chuyển qua đây. Đó, xanh lá này vô, đó, xanh lá này. Xuống. Đỏ xanh dương vô luôn. Rồi, vậy là hết rồi. Còn hai cặp này. Cặp này nó vô rồi. À, đây hai cái tầm, cái đó cái tầm xin lỗi. Cái này với lại cái này, à, hai cái này. Còn hai cái cạnh này, hai cái cạnh đặc biệt. Hai cạnh đặc biệt thì giải quyết bằng nhóm cạnh công thức này thôi. D R F I ui. Rồi, để hai cái này nó đối diện nhau, này đối diện nhau. D, D lớn, D nhỏ. R F F I phi U R R phải F. Rồi, D. Đó, nó vô. Rồi, nó vô xong. Giờ chúng ta giải thôi.
ghép giải 3x3. À, tiến cái trắng nè, cái trắng ở đây có cái cạnh này, cái cạnh bên này, rồi cái cạnh ở đây, cạnh đây là gì, đỏ với lại lại trắng ha. Đó. Rồi bên này là cái giống như bên này, là cái này xanh xanh dương này, bên này xanh xanh lá, xanh lá với trắng đây. Đó, đây là cái mái của cái nhà nè. Rồi cái nóc, cái nóc là cái cặp này quay lên. Rồi như ta làm dấu cộng xong là bạn thấy là nó ha, còn cái cạnh này nữa. À, cái này không cần, cái này lát nữa của cái phần ở dưới đó, tới đây thôi. Rồi bây giờ là góc, góc ở đây là xanh lá với đỏ đây, xanh lá với đỏ nè, rồi là nẻ qua trả về. Cái góc dưới này là đỏ với xanh dương đây, đưa lên né ra trả về. Cái góc này là cái góc giống như ống khói vậy đó, cái này là cái màu xanh, màu xanh dương thôi, đây là cái trắng này. À, bên này mình có cái góc này mình đưa lên đây luôn này, đây góc này này. Rồi góc này nó ở đây, nó nằm đây. Rồi. Xong. Đó, xong một tầng. Rồi. Tới tiếp theo là chúng ta quay cái tâm. Quay cái tâm này lại cho nó chính xác. Cái tâm này là cái mặt đỏ nè, đây mặt đỏ đây. Rồi, còn cái tâm này sao? Tâm này xoay lại. Xoay tâm này lại. Cho cái này cái mái nhà lọt xuống dưới rồi. Rồi, đem cái này xuống dưới này để né. Đem hết cái đống này xuống này né. Rồi, quay lại. Đưa ra. À. Không đúng. Đưa sao mới đúng. Đường gì? Không đúng à. Đường gì là đúng. Dạ. Lật ngược lại. Vậy mới đúng mà. Phải phải. Đây. Cũng không đúng, à, ngược cái nữa. Đây. Không phải. Đây. Đây nè, vô. Đưa lên. Đó. Được cái tâm bên này. Rồi, tiếp tâm bên này. Tâm này tâm vàng rồi. Tâm vàng đâu cần quay đâu. Tâm vàng đúng, luôn luôn đúng rồi. Rồi, tâm xanh này. Quay tiếp, đưa quyền cái trắng xuống, né ra, quay lại, đưa ra, không đúng, nhảy mới đúng, đó, đúng rồi này, đưa lên, xong, đó, để mấy cái tâm nó vô là bạn thấy cái mái nhà nó hình thành rồi nè, rồi, cạnh này, đưa cái cạnh này vô. Cạnh này là đỏ với xanh. Rồi coi có như nào dưới đây. Đây là tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 3 nè. Rồi coi cái nào dưới mình bỏ lên thôi. Đây, xanh này đút lên đây. Xanh này đưa lên nè, đó. Lợp cái mái nhà ha. Rồi, đưa cái mái nhà. Coi con nào dưới không. Con này đỏ xanh. Bức tường đã xanh, đưa lên luôn. Cái này đỏ xanh dương. Có không? Nó kẹt đây rồi. Rồi, đưa này lên, trái này ra lọt ra. Rồi, cái đỏ xanh dương lên đây. Đây, đưa lên vậy ha. Rồi, xong.
xong 3 tầng được cái nhà này nè, còn đây là tầng cuối. Rồi tầng cuối mình bị BRT rồi nè, nhìn là thấy liền là có một cạnh lật ra, một cạnh lật ra. Rồi giải quyết nó bằng cách là mình đem cái này xuống rồi mình đưa nó lên lại bằng cái đầu bên kia. Rồi, xuống ha. Rồi, đưa nó vô lại. Đó. Rồi, hai cạnh lật nè, vàng vàng. Đây chữ L ngược nè. Chữ L ngược mình lật một cái nữa. F U R U R phi. Rồi, bốn cạnh được lật. Bốn cạnh được lật rồi. Giờ mình cho đúng cạnh thôi. Đây đúng. Đây đúng. Rồi mình muốn cái này nó qua đây. À, mình muốn cái này nó lên đây. Cái này nó qua đây. À, chạy vậy ha. Làm hai lần này đi. R R U R U R U U R. Rồi cái nữa R U R U R U U R. Rồi đúng cạnh. Góc góc này vô luôn, góc này vô luôn, góc này đúng luôn, đúng luôn. Rồi mình lật hai góc này lên là xong. Cái này lật một lần là lên, cái này lật hai lần, lật một lần. D R D R D R D R. Đem này qua. Ri đi r d ri đi r d. Rồi vậy là chúng ta đã giải xong cái cục khối Rubik hình cái nhà. Dĩ nhiên ở đây trường hợp này mình không gặp BRT, nếu có gặp BRT thì là đổi bị sai hai cái cạnh thôi. Các bạn có thể xem thêm ở cái video Fixer 4x4 mình đã làm rồi. Ở đây mình thử nha. Mình thử mình đổi hai cạnh đối diện bị sai. Bây giờ đổi cạnh này với cạnh này ha, hai cạnh này nó bị sai đi. R nhỏ bình. U bình. R U bình. Phần thứ ba R nhỏ bình U bình. R nhỏ bình U bình. R nhỏ U bình. R nhỏ bình U bình. Đó. Trường hợp này là bạn sai hai cạnh đối diện nè, rồi đổi lại là xong. À, đây là một cái này nó chỉ có cái viên này chỉ có cái BRT đó thôi. BRT lật góc là mình đã chỉnh bằng cái này rồi. Hồi nãy mình đi lật góc đó, chỉnh bằng này. Khi mà bạn giải con này thì cái bước cuối cùng bạn giải cho đúng góc trước. Giải cho đúng góc trước. Rồi còn lại cạnh thì mình sẽ xử lý cái BRT cạnh. R nhỏ bình. U bình. R nhỏ U bình. R nhỏ bình U bình. R nhỏ bình U bình. R nhỏ U bình. R nhỏ bình U bình. Đó. Thì con này cũng giải y chang con Fisher thôi. Rồi bạn muốn làm cái hình cửa hay ống khói gì đó thì các bạn tự suy nghĩ làm ha, cũng dễ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.